Ngay ngay cái khúc này là tổng cộng là vớt lên được bao nhiêu cây xác? Được 6 xác ạ. 6 xác luôn? Vâng, được với lại một bên đùi. Một bên đùi là một có bên... cái đùi không thôi? Có từ đùi xuống chân, cả trời bàn chân. Ôi, nhưng mà của biết là của con trai nhưng mà không biết là của ai. Trọng nghe chị nói mà Trọng nổi hết da gà luôn này cả nhà. Chị bây giờ chị cũng đem vào, chị cũng còn mấy con vịt ở trong nhà nhưng mà thậm chí mẹ con chị cũng không dám về cho ăn. Rất là sợ nên là cứ nghĩ mỗi lần là nghĩ đến mọi xác chết nó nằm ở cạnh nhà mình nên mình rất sợ. Xong là bây giờ chị rất buồn là nhìn ra cánh đồng mình, những ngôi nhà ấy của bạn bè, hàng xóm, anh em, bạn bè bây giờ chết hết rồi, chị chẳng còn ai để làm ăn. Không còn động lực để làm ăn, để người chết giờ đã chết rồi, cái người còn sống như bọn chị bây giờ, người sống sót được không biết là làm thế nào để được cuộc sống ổn định nữa. Thì ngay tại chỗ nhà của chị đây thôi là vớt được 6 cái xác chết với cả một cái đùi. Thành ra bây giờ là chị cũng không có dám ở cả nhà. Vâng. Bây giờ hoàn cảnh của chị đấy là ngôi nhà của chị ở đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là đi chưa được đi, mà là ở thì mình cũng không dám ở. Nhiều xác chết ở đấy bây giờ ám ảnh mẹ con chị. Chị cũng không biết là làm như thế nào được. Bây giờ thì 13 người chưa tìm thấy nên là nhà thì thực sự mà nói thì chị chia sẻ như vậy cũng đúng. Phải ai thì cũng vậy thôi, cũng không có dám ở đâu cả nhà. Bây giờ là còn 13 người nữa mà ngay tại chỗ này thì tìm được 6 người nên là bây giờ thì cũng đâu có ai có thể biết được là lỡ ở dưới đây là còn bao nhiêu người nữa đâu. Xin chào cả nhà, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là ngày thứ tư anh em mình có mặt tại làng Nủ, Lào Cai. Cái ngôi làng mà hôm bữa bị một trận thiên tai lũ quét đấy cả nhà. Thì cả nhà nhìn ở phía đằng sau của Trọng thì cả nhà nhìn thấy những cái hình ảnh này là cả nhà cũng biết rồi. Cái khung cảnh tan hoang của làng Nủ. Ngày hôm nay thì là ngày thứ tư Trọng có mặt tại đây thì Trọng thấy ở phía dưới kia là người dân đang tập trung rất là đông. Các chú bộ đội biên phòng các thứ là đang ở đó, đang đào bới, hình như là đã tìm thấy một thi thể hay là sao ạ cả nhà. Bây giờ Trọng đi xuống đó nha cả nhà nhá. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này để xem là xuống dưới đó là các chú bộ đội có tìm được ai không, để mình xem là người thân của họ đâu, được hoàn cảnh như thế nào để mình có thể giúp đỡ được phần nào không. Máy xúc các thứ là đang ở dưới kìa cả nhà. Trời ơi. Trọng nghe nói nãy thì Trọng có hỏi chú bộ đội kia thì Trọng nghe nói là lúc sáng này á, là dùng bằng những cái thiết bị mà chuyên dụng á, với cả chó nghiệp vụ đi ngang qua đây là có đánh hơi được, hình như là có thi thể ở đây sao á cả nhà. Đây này, đây anh Tuấn anh đang đứng ở đây anh xem này cả nhà. Trời ơi, mà người dân họ cũng đứng đây rất là nhiều luôn. Anh Tuấn, tình hình sao mà đông người thế? Cái dưới này á, là nghi ngờ là cái chỗ là đang có một thi thể nằm ở đây. À. Có cả các như có cả chú chó nghiệp vụ. À. Không biết cả nhà có nhìn thấy không nhưng mà có dẫn hai chú chó nghiệp vụ đang đi hử đấy. Để đánh hơi đúng không? Đúng rồi, đánh hơi. Múc tới đâu xong bắt đầu đánh hơi luôn, tới đấy đúng không? Có cả các thiết bị hỗ trợ dò tìm nữa. Dạ. Là chỗ này đang nghi ngờ rất là cao luôn. Mà có mùi hôi không? Có người, theo như chia sẻ của người dân thì có mùi hôi ở đây luôn. Cái chỗ này hôm bữa chỗ anh em mình ngồi luôn này. Đúng rồi, đúng ở chỗ này anh em ngồi hôm bữa ngồi đây. Bây giờ đi, chỗ này bây giờ anh em mình đi xuống dưới này xem sao cả nhà. Đây, đấy. Em Kiệt đi xuống, em Kiệt đi trước đi để em Kiệt quay cho cả nhà xem. Thì người dân họ đang tập trung rất là đông luôn với cả các chú bộ đội kìa cả nhà. Ở phía đằng xa kia thì người dân cũng đang tập trung rất là đông luôn kìa cả nhà. Thì các chú bộ đội là cũng đang ở đây. Là các chú bộ đội nói là hình như là có đúng không anh? À, chỗ này là nghi ngờ cao là có. Nhưng mà nãy giờ là đào được lâu chưa? Mới đào à? Hình như là lúc này là anh xuống được cũng 15-20 phút rồi là đang đào rồi. Mà khả năng cao không anh? Thì chia sẻ của các chú bộ đội là chỗ này là nghi ngờ cao đấy. Tại vì trong góc trong kia là trước là trục vớt được chỉ có một cái phần đùi thôi,
Rồi, ừ. Thế thì cái mình đâu? Bây giờ vẫn chưa tìm thấy cái phần đùi, không biết là bên phải bên trái mà là của đàn ông. Thì bây giờ máy múc là vẫn đang múc kìa cả nhà. Mà máy múc múc thì đâu có dám mà múc ấy đâu cả nhà. Không dám múc nặng đâu. Chỉ múc gạt thôi. Trời ơi. Tới ngày hôm nay là ngày thứ tư anh em mình là có mặt ở trong làng nủ này. Nhưng mà hiện tại bây giờ là vẫn còn 13 người là đang nằm tại đây này cả nhà. 13 người vẫn đang nằm ở dưới này, vẫn chưa thể được tìm thấy được. Thì ở phía ở bên dưới thì cả nhà thấy là người dân họ cũng đang tập trung rất là đông luôn. Thì cũng có một phần là cũng có một người số người dân ở xa họ đi lại á, họ xem cũng giống như anh em mình là xem để xem là có giúp đỡ được gì không. Còn một phần là cũng là những người mà họ lại đây để họ tìm đợi xem người thân đó cả nhà, xem mà có người thân của họ ở đây không. Cái phía xa chân núi kìa, cái chỗ mà cái cổng mà nước nó thoát ra chỗ đó là cũng nghi ngờ có một cái thể nằm đó, đang điều động thêm xe lên đó để múc. Cả nhà nhìn từ phía đằng xa kìa cả nhà, ngay giữa màn hình của cả nhà có thể thấy là cái dòng lũ quét kìa. Nó trọng phải nói là nó giống như kiểu là một trận sóng thần luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Cuốn từ trên kia, đây là cái khe của tất cả các núi sẽ dồn về cái một cái khe này và đánh sập tung lên cao xong rồi dội xuống cái ngôi làng bé nhỏ này. Thì bây giờ là để cho cả nhà nhìn thấy được là cái cảnh mà cái lũ quét này nó dài nó xa đến đâu thì Trọng sẽ sử dụng flycam, Trọng sẽ cho cả nhà xem những cái hình ảnh này nhé cả nhà. Thì bây giờ là những cái cảnh flycam Trọng bay từ trên cao, Trọng bay cho cả nhà nhìn thấy toàn cảnh làng nủ từ trên cao nhé cả nhà. Anh Tuấn nhìn thấy ghê không? Nó giống như kiểu là một trận sóng thần luôn nhỉ. Xa quá. Trời ơi, mà túc lên tới túc ở trên đỉnh luôn kìa cả nhà. Cái này là hình đây này, cái này chỗ này là hình như là nó dồn về đây rất nhiều, bắt đầu cơn sóng bắt đầu đập vô cái quả đồi này, bắt đầu văng lên cao, bắt đầu dồn xuống này. Khúc này là đang là khúc chân này cả nhà. Đây là khúc chân nhưng mà cả nhà nhìn thấy là suối là nó vẫn còn đang chảy từ trên chảy xuống kìa. Những cái quả đồi mà tự nhiên bị gọt chọc cỏ đấy là đất đá nó chảy qua đấy đúng không anh Tuấn? Phải không? Cơn sóng đi qua đập vô đấy, đập vô đều là nó gọt luôn đúng không? Gọt hết cả cây cả cối, lở hết cả đá lên đấy. Là sóng này, cái cơn sóng thần này còn kinh khủng đến mức độ mà người ta kêu là gọi là cái sóng là gọi là sóng cuốn kiểu như là sóng lũ, ống ấy, lũ ống. Lũ ống. Ôi trời ơi, còn túc trên cao luôn này anh Tuấn. Trời ơi, lên túc trên đỉnh luôn kìa. Nó tưởng tượng như là một con rắn nó quấn quanh theo những cái sườn đồi sườn núi. Trời ơi, cả nhà xem những cái hình ảnh này. Bởi vậy đấy cả nhà, nên là tại vì Trọng cũng muốn nó truyền tải những cái thông điệp tốt cho cả nhà. Thành ra là những cái chỗ mà ở gần chân núi hoặc là gần những cái khe suối nước chảy ở núi này thì cả nhà không nên làm nhà ở đây. Thứ nhất là không nên làm nhà và thứ hai là mình cũng trong những cái ngày mà mưa bão lũ quét như thế này thì mình cũng không nên ấy, không nên mà đi ra ngoài sông ngoài suối làm gì cả, nó rất là nguy hiểm. Thì đây này cả nhà, thì chú bộ đội là đang dắt chó nghiệp vụ đi để đánh hơi. Những chú chó này là hửi rất là thính luôn đó. Từ bữa tới giờ là tìm được nhiều người là cũng nhờ đúng những rồi. Cái chú chó này cả nhà. Trời ơi, bây giờ là vừa sử dụng những cái thiết bị nghiệp vụ hiện đại với cả vừa sử dụng chó nghiệp vụ luôn đấy cả nhà. Với cả những kinh nghiệm tìm từ bữa giờ là cũng rất là nhiều kinh nghiệm của các chú bộ đội rồi. Sao máy múc nó xúc ở chỗ kia mà em thấy luồng gió nó lùa lên trên này mà em thấy nó mùi hôi hôi anh Tuấn nhỉ? Cảm giác mùi rất là hôi. Theo như người dân chia sẻ đây là mùi này là quá quen thuộc rồi, tất cả các mà thi thể nó vớt lên đều có những cái mùi như này luôn. Trời ơi. Trọng không biết là ở dưới này là hiện tại bây giờ là đang có người ở dưới này không nữa cả nhà, nhưng mà Trọng với cả anh Tuấn là thấy rất là mùi hôi luôn. Đây, những cái chó bắt đầu đi hửi đấy, đi đánh hơi này. Nhưng mà anh Tuấn thấy chú chó kia là cứ đi vòng quanh chỗ đó với anh Tuấn. Là đang chú chó đấy là đang hửi thấy cái khu đấy là mùi quen thuộc của thi thể đấy. Dạ. Không biết mình
thẳng ngay chỗ gần của chuối này này. Sao chú? Ở cái nền nhà trước ở ấy, là ngay cái chỗ thẳng gần của chuối này đấy. Ngay khúc gần con chó nghiệp vụ đấy luôn đúng không? Bên này. Ở chỗ nào chú? Ngay cái chỗ chú chỉ đây. Chỗ kia. Vâng. Nó lại. Ở trên này chú một cái, bên kia ở cái chỗ theo cái chỗ khe từ đầu cái máy múc xuống lại một cái. Thế là chỗ này được hai suối rồi anh? Hai suối chứ, ở trên này một cái, ở bên kia cáp mấy suối nó mới xuống. Dạ. Thì ngày hôm nay là Trọng đi thăm đến nhà của một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, Trọng muốn chia sẻ với tất cả khán giả. Thì cái hoàn cảnh này thì từ bữa tới giờ mà bị mưa lũ, bị ngập lụt, ảnh hưởng thiệt hại về nhà cửa, nhưng mà chưa được người giúp đỡ, chưa được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Nên là Trọng muốn chia sẻ cái video này với tất cả khán giả để Trọng vô Trọng hỏi thăm tình hình hoàn cảnh như thế nào nhé cả nhà. Thì nhà của cái chị này á, là chị là mẹ đơn thân, một mình chị là nuôi hai người con. Thì trong gia đình của chị thì không có thiệt hại về người, nhưng mà thiệt hại về nhà cửa, bây giờ thì cũng không có ở được nữa cả nhà. Với lại là Trọng thấy là những cái hoàn cảnh mà có người mà bị mất á, thì đã được giúp đỡ quá nhiều rồi. Trọng thấy là rất là nhiều kênh YouTube và rất là nhiều đoàn từ thiện mà giúp đỡ cho những cái nhà mà bị thiệt hại về người là rất là nhiều. Nhưng mà cái hoàn cảnh này á, là tới tận ngày hôm nay Trọng quay phim thì là chưa có một đoàn nào hay là Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ cho hoàn cảnh này hết đấy cả nhà. Nên là bây giờ là Trọng tính vào Trọng hỏi thăm để Trọng chia sẻ nhá. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này cùng Trọng. Thì đây cả nhà. Thì em chào chị nhá. Vâng. Chị là tên gì nhỉ? Chị tên là Lượng. Chị Lượng à? Em gài cái này em nói chuyện với chị Lượng nhá. Vâng, đây là cái mic ạ. Đây là con trai mình à? Vâng, con trai út của chị đấy ạ. Thì hồi nãy em đi qua mấy cái nhà dân ở phía đằng kia, em có nói chuyện với mấy cô chú lớn tuổi đằng kia. Thì cô chú cũng chia sẻ với em là nhà của chị Lượng thì cũng bị thiệt hại về nhà. Từ bữa tới giờ thì chị cũng không có nhà để ở. Vâng. Nhưng mà em nghe được biết thông tin là từ bữa tới giờ là chị chưa được hỗ trợ về tiền bạc các thứ đúng không chị? Vâng. Thế thì nhà của chị là nhà nào? Chị chỉ cho em với. Nhà chị kia, nhà ngập úng hết kia. Nhà ngập úng đây đúng không? Vâng, quanh nhà là toàn nước, toàn cây cối giờ ngập hết rồi. Dạ. Vâng, trong nhà chị cũng toàn bùn ở trong nhà thôi. Vâng. Vâng. Cái nhà này thì chị cũng, em nghe người dân nói là chị mới xây được 2-3 năm nay đúng không? Vâng, chị chồng chị mất năm 2020 thì đến năm 2021 tháng riêng là bắt đầu chị nhà nước về cũng xem là nhà chị hoàn cảnh khó khăn, có mỗi ba mẹ con. Thì nhà nước hỗ trợ được 55 triệu. Thì trong đó là nhà gia đình chị cũng nhà nước hỗ trợ được bằng đấy, xong là còn lại thì chị cũng đi vay ngân hàng về để làm, nhưng mà bây giờ nợ nần thì chị vẫn còn đấy nhưng chưa trả được. Vì hoàn cảnh của chị một mình đơn thân nuôi con nữa, chị cũng không có tiền để trả ngân hàng, bây giờ vẫn còn nợ. Nhưng mà bây giờ nhà cửa chị thì nước không may thì nước lũ rồi là cơn bão đến thì làm ảnh hưởng đến nhà chị, bây giờ cũng nước cũng ngập hết cả nhà. Vâng. Quanh nhà ngập hết rồi thì rồi là xác chết trôi dạt vào đây. Dạ. Lấy được xác chết ở ngay sân này rồi là góc nhà này. Dạ. Thì bây giờ chị cũng không biết làm sao ở được nữa vì quá nhiều xác chết vào ở đây, thì bây giờ chị rất là cảm thấy ám ảnh và sợ. Dạ. Từ hôm mưa lũ đến bây giờ mẹ con chị cứ đi ở nhờ hàng xóm. Rồi là ban ngày thì mọi người đi dạo, đi tìm các lực lượng, đi tìm người thì thi thể thế này thì chị cũng dạo theo. Xong ban đêm chị lại đi ở nhờ hàng xóm, anh em. Vâng. Rồi là cứ mỗi nhà một đêm, hai đêm. Dạ. Vâng. Thì cả nhà nhìn từ xa thì cả nhà có thể thấy là cái ngôi nhà của chị Lượng, cả nhà nhìn thấy có vẻ là nó khang trang hơn những ngôi nhà khác. Nhưng mà thực tế là từ cái ngày mà xảy ra lũ tới giờ là ba mẹ con của chị Lượng là không có nhà luôn đấy cả nhà. Là nay ở chỗ này, mai ở chỗ khác. Thì cái lý do tại sao mà mình có nhà mà mình lại không dám ở chị? Vì nhà chị là nước lũ nó cũng ù vào nhà rồi là cây cối vào nhà rồi là một khúc con gỗ to đâm vào cửa nhà chị ấy. Bây giờ cũng hỏng cửa rồi là xác chết ở quanh đấy nên là bây giờ nó có nhiều cái ám ảnh mẹ con chị không dám ở. Ngay cái khúc này là tổng cộng là vớt lên được bao nhiêu cái xác?
Được 6 xác ạ. 6 xác luôn? Vâng, được với lại một bên đùi. Một bên đùi là một có bên... cái đùi không thôi? Có từ đùi xuống chân, cả trời bàn chân. Ôi, nhưng nhà... mà của biết là của con trai nhưng mà không biết là của ai. Trọng nghe chị nói mà Trọng nổi hết da gà luôn này cả nhà. Chị bây giờ chị cũng đem vào, chị cũng còn mấy con vịt ở trong nhà nhưng mà thậm chí mẹ con chị cũng không dám về cho ăn. Rất là sợ nên là cứ nghĩ mỗi lần là nghĩ đến mọi xác chết nó nằm ở cạnh nhà mình nên mình rất sợ. Xong là bây giờ chị rất buồn là nhìn ra cánh đồng mình, những ngôi nhà ấy của bạn bè, hàng xóm, anh em, bạn bè bây giờ chết hết rồi, chị chẳng còn ai để làm ăn, không còn động lực để làm ăn, để người chết giờ đã chết rồi, cái người còn sống như bọn chị bây giờ người sống sót được không biết là làm thế nào để được cuộc sống ổn định nữa. Dạ. Trời ơi. Bây giờ là cả nhà cứ nghĩ đi, nguyên làng ở khúc này thì có rất là nhiều nhà, nhưng mà những nhà khác thì bị cuốn trôi và bị chết rất là nhiều người luôn. Nhà của chị Lượng là một trong những cái nhà là may mắn không bị thiệt hại về người, và nhà thì cũng bị thiệt hại ít. Nhưng mà cái điều khó ở đây là bây giờ là nhà của chị là hiện tại bây giờ là ba mẹ con là đang bị ám ảnh cả nhà. Bây giờ là chị là mẹ đơn thân một mình nuôi hai người con, thì ngay tại chỗ nhà của chị đây thôi là vớt được 6 cái xác chết với cả một cái đùi. Thành ra bây giờ là chị cũng không có dám ở cả nhà. Vâng. 6 cái xác chết, vậy là chị với cả các con của chị là em nghe nói là cũng vớt được 1-2 cái đúng không? Vâng, chị vớt với con chị là vớt được một người có gia đình rồi, đã dạt về ngay cơn lũ về lần đầu tiên ấy, là có một người dạt vào chỗ gốc quế góc của nhà chị kia, xong là ngay đây luôn. Vâng, xong lúc đấy nó hết cái cơn lũ đấy, cái cơn đầu tiên nó về thì lúc đấy mẹ con chị kéo nhau lên đằng sau nhà, xong là nó hết cơn đấy không, chị chạy xuống đây này, lúc đấy chị chạy xuống thì thấy có một người ngồi ở đấy nhưng mà máu me rồi là bùn đắp hết người rồi, nhận không ra ai. Thì chị cũng hỏi bà tưởng anh trai họ của chị, chị cũng hỏi bà anh Hường bảo không phải, nó lắc đầu bảo không phải. Xong là cho dù ai đi chăng nữa thì mình cũng phải cứu. Xong là mới lấy cây đưa ra để bảo người đấy bảo cố bám vào cây đi để mình đưa vào nhé. Bảo thế xong lúc đấy người đấy mới bám vào cây, xong là kéo vào xong là bắt đầu đang kéo thì lại thấy một trận nữa về đến kia. Lại bắt đầu ầm ầm đẩy đất xuống, xong là lúc đấy mới mẹ con quát nhau bảo là nhanh lên, lôi người ấy lên nhanh, không có lại một trận nữa về rồi kìa. Xong là bắt đầu lôi vào đến chỗ đấy thì bạn có một người bạn trai về đến, xong mới bảo bạn đấy bảo là bế chạy lên đằng sau nhà, xong là đặt ở đồi chè đằng sau nhà ấy. Lúc đấy người đấy cũng thấy mệt lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng là người đấy là sống hay chết cuối chị? Cùng xong là người đấy lấy lên viện huyện rồi là tỉnh rồi trung ương, không đến được 3 ngày là chết ạ. Cuối cùng cũng chết rồi? Vâng, cũng chết rồi. Trời, còn một cháu bé học cùng tuổi thằng có út của chị học lớp 9. Thằng cu này đứng đây đúng không? Vâng, cũng thấy hai mẹ con lấy người đấy lên đấy rồi, xong là lúc đấy lại quay xuống đây lại thấy một cháu đang ngoi ở chỗ này. Xong lại bắt đầu gọi người đấy thì người đấy cố ngóc cổ lên biết là nó còn sống, thì mình lại bắt đầu với thằng em chú họ nữa thì mới bảo nhau bảo làm sao mà xuống cứu được, nước lúc đấy đang ù về. Xong là thằng em chú mới chạy xuống ôm lấy, thì lúc đấy chị lại đi tìm cây về, lại bắt đầu được lôi kéo cả hai người vào, thì vào đến bờ kia thì chị với thằng em chú họ của chị ấy mới khiêng vừa lên đến đấy thì thằng cu chị bạn học nó thì nó xót quá, xong nó lại bảo mẹ để con bế bạn con, xong là thằng cu chị tự bế nó lên được một đoạn thì nó chết ở ngay dưới dốc luôn. Vâng. Trời ơi. Thành ra là nhà của chị là tuy rằng là không bị thiệt hại về người nhưng mà nhà của chị là có rất là nhiều xác chết ở đây. Thành ra là bây giờ là có nhà cũng như là không ấy cả nhà. Đúng rồi, nhà ba mẹ con chị cứ dắt nhau đi ở nhà anh em, hết nhà này đến nhà kia xong. Bây giờ là bao nhiêu ngày rồi chị? Hôm nay nó 10 ngày, 11 ngày rồi, từ hôm mùng 9. Mà vẫn chưa dám về đây? Vẫn chưa dám về đâu vì... Nhưng mà em hỏi thế này, thì tại vì là ví dụ mà không biết là một vài ngày nữa hoặc một thời gian nữa thì lũ mà nước nó cạn hết thì mấy mẹ con là có về đây ở nữa không hay là như nào chị? Chị nghĩ là mọi thứ nó ám ảnh rồi, là các xác chết nó ám ảnh, chị cũng không dám ở. Chị trước mắt là chị mẹ con chị vẫn cứ tạm thời đi ở nhờ nhà anh em chắc phải vài tháng.
Vâng, nếu mà lúc đấy chị có nhà nước có cho di rời đi chỗ khác thì chị cũng càng cảm ơn, càng chị đi thôi, chứ còn ở đây chị không dám ở nữa đâu. Bây giờ cái hoàn cảnh của nhà chị thì chị cũng khó khăn, thì vừa mới làm được cái nhà đấy thì được 3 năm nay, vì điều kiện một mình đơn thân nuôi hai đứa con nữa, cố gắng vay mượn ngân hàng để về làm được cái nhà, nhưng mà bây giờ lại không ở được. Thì chị cũng không biết là mai ngày mình có được nhà nước cho chuyển đi không. Nếu mà không cho chuyển thì chị cũng không biết là ở đâu được. Vì... Nhưng mà cho em hỏi là thế là những người mà bị thiệt hại nặng nề mà lũ cuốn trôi các thứ là nhà nước chuyển họ đi chỗ khác họ ở à? Có, họ chuyển bây giờ hiện tại họ đang xây nhà cho di rời lên ở trên thôn trên kia. Nhà tạm đúng không? Vâng, nhà tạm ạ. Nhưng mà thế thì nhà của chị là có được chuyển đi không? Nhà chị thì bây giờ hiện tại trước mắt này không được đi đâu ạ. À, vâng. Nhưng mà mình thì mình cũng lại không dám ở luôn. Vâng, ở thì chị không dám ở mà đi thì chưa được đi. Hiện tại bây giờ thì chưa được đi. Cái hoàn cảnh của chị là đang éo le đúng không? Vâng. Trời ơi. Bây giờ hoàn cảnh của chị đấy là ngôi nhà của chị ở đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là đi chưa được đi. Mà là ở thì mình cũng không dám ở. Nhiều xác chết ở đấy bây giờ ám ảnh mẹ con chị. Chị cũng không biết là làm như thế nào được. Chắc là những ngày qua là 9-10 ngày rồi. À, hồi nãy em nghe người dân họ nói là tại vì cái hoàn cảnh gia đình của chị thì thấy ngôi nhà của chị như vậy đấy á. Vâng. Cũng không ảnh hưởng về người, nên là từ đầu xảy ra lũ quét tới giờ là gia đình của chị là vẫn chưa được các bên đoàn từ thiện hỗ trợ mà đúng không? Vâng, chị cũng chưa được nói về tiền thì chị cũng gia đình chị chưa được. Chỉ dạ. Được làm muối mắm mì chính thôi để cầm các từ thiện về phát muối mắm mì chính thì chị được. Mẹ con chị lấy đi ở chỗ nào thì chị lấy đi theo sau ăn tạm qua ngày thế thôi. Vâng. Thế thì sao chị không nói với cả thôn trưởng hay là như thế nào đấy để cho họ biết là tình trạng của mình đang éo le như vậy? Vâng, bây giờ vâng. Có nhà thì cũng đâu có ở được đâu. Vâng, về sau chị cũng thấy là nhà mình sơ xác hoang tàn như này, nhưng mà mình không chưa được hưởng cái gì thì chị cũng có đề xuất ra chỗ trưởng thôn rồi là lên cấp trên, thì bắt đầu từ hôm nay đến hôm nay là ngày thứ 10 thì nhà chị mới được có danh sách đi vào nhận của các đoàn từ thiện. Dạ. Đến và cũng được đến hôm nay chị bắt đầu nhận ngày mới đầu tiên được, chị đầu được tiên. Có vài đồng. Dạ. Được vài đồng để cho chị có động lực, cũng có động lực một chút. Dạ. Dạ. Thì tại vì bữa giờ tụi em vào đây là 4-5 ngày rồi. Dạ. Tại vì em thấy là thường thường là những nhà là bị thiệt hại về người với cả bị thiệt hại về nhà là hay tập trung ở đó, thì có những đoàn từ thiện người ta giúp đỡ. Dạ. Nhưng mà từ bữa tới giờ là chị không được luôn. Vâng. Tới ngày hôm nay thì chị mới được là ngày cuối cùng là ngày thứ 10 đây là chị mới được. Vâng, hôm nay chị mới được ngày đầu tiên là chị có đề xuất với trưởng thôn. Dạ, dạ. Nên là mấy hôm trước là vì người ta cũng bảo là chia sẻ cho nhau thì dạ. Để cho những người mất mát, mất người rồi là mất nhà trắng đi không được cái gì ấy. Vâng. Không còn cái gì để ở đấy thì để cho người đấy hưởng trước. Dạ. Rồi là đến hôm nay thì nhà chị tuy là nhà cũng vẫn còn đứng ở đấy nhưng mà hiện giờ không ở được. Bao nhiêu xác chết dạt vào đấy không ở được, không mà chị cũng đi nhờ anh em, thì đến hôm nay hôm qua hôm kia chị cũng có đề xuất như vậy, kể cái tình dạ. Trạng là của gia đình mẹ con chị như thế, thì hôm nay đến hôm nay thì trưởng thôn bắt đầu cho chị ra tiếp nhận. Vâng. Quà của các đoàn từ thiện ạ. Vâng, em hỏi chị Lượng cái này cái. Vâng. Tại vì hồi nãy chị cũng chia sẻ là chị cũng đang mong muốn là chị sẽ được chuyển đi chỗ khác, chị ở cùng với những hộ dân khác đúng không? Vâng. Chị không dám ở đây nữa đúng không? Vâng. Ví dụ mà tại vì những người mà được chuyển đi là đa phần là được nhà nước hỗ trợ. Vâng. Ví dụ mà gia đình của chị mà không có nằm trong danh sách đấy thì liệu thì chị cũng cố gắng chị chuyển đi không, hay là chị phải bắt buộc chị ở đây thôi? Nếu như mà được nhà nước cho đi thì chị cũng đi. Còn nhưng ví dụ mà còn không, ví dụ không có mà trong không danh cho sách đi ấy, mai ngày sau ngày không có danh sách không cho đi thì chị chắc là chị cũng không dám ở đây. Mẹ con chị đi tìm đất ở chỗ anh em, chỗ nào chị dựng cái lều ở thôi. Chứ còn ở đây vĩnh viễn thì chị cũng không dám ở đâu, vì bà con thì đi hết thì chẳng lẽ vâng. Mình ở lại một mình đúng vâng. không? Nếu không chị cũng có tính trước là nếu mà sau đợt này thì mình không được di rời thì
đợt sau nữa, có thì càng tốt, nếu mà không có nữa chị đành phải đi tìm đất ở chỗ nào đó mượn xin của anh em để chị dựng lều mẹ con chị ở thôi. Thì cả nhà có thể hiểu là bây giờ là cả làng thì bà con hàng xóm láng giềng với nhau, anh em với nhau, mà những gia đình khác thì họ mất rồi, với lại họ chuyển đi chỗ khác rồi, còn bây giờ còn ba mẹ con thì làm sao mà dám ở đây cả nhà. Ở đây thì chẳng khác gì mình ở, mình sống chung với những người đã khuất. Vâng, đúng rồi. Bây giờ chị có về lúc nào thì chị nhìn vào trong nhà thì chị cứ lạnh hết cả người lên, chị không còn để can đảm để vào nhà nhiều. Lúc chị cứ nghĩ bảo nhà mình cứ cố gắng vào, nhưng mà cái không dám vào đúng không? Nhiều xác chết quá nên mình không dám vào, cứ về đến gần nhà mình nhìn vào nhà là thấy lạnh hết cả người rồi. Chị có hai đứa con trai à? Vâng, chị có hai thằng cháu năm nay học lớp 1, 11, một thằng lớp 9. Hai đứa nhỏ nó có sợ không? Nó có sợ vào nhà không? Cả hai con nó sợ lắm. Nó có nói gì là mẹ ơi đừng ở đấy nữa hay là như nào không nó chị? Nó không có bảo là mẹ ơi nếu mà mẹ xin được cái suất di rời thì mẹ hãy xin đi, mẹ con mình không ở đây được đâu. Thứ nhất là bao nhiêu xác chết ở đây, hồn ma ở đây rồi. Bây giờ thứ hai nữa là cái mô đất ở đằng trước nhà này bây giờ cao hơn nơi nhà của mình, nếu mà mưa lũ về nó sẽ đẩy vào nhà mình hết thì mẹ con mình không ở được đâu. Con cũng bảo thế nhưng mà chị cũng chỉ biết khóc với con thôi và biết làm sao được. Bây giờ thì nhà nước hỗ trợ di rời đi thì mẹ con mình mới có điều kiện để đi, chứ còn bỏ rơi mẹ con mình, mỗi mình mẹ con mình tự quyết định thì mình mẹ không thể gánh nổi đâu. Vâng, chị thì cũng có tâm sự với con là như thế. Đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, không, tuy rằng không thiệt hại về người nhưng mà thiệt hại về tài sản. Thì mà hoàn cảnh này lại chưa từng được bên đoàn từ thiện Mạnh Thường Quân nào giúp đỡ cả nhà. Tới tận ngày hôm nay Trọng quay phim thì như chị chia sẻ là tới tận ngày hôm nay thì chị mới được là ngày thứ 10, chị mới được là thôn trưởng thêm vô trong danh sách để hỗ trợ. Thì cả nhà xem cái nhà của chị kìa, chắc đây cũng là một cái tài sản mà chị tích góp cả cuộc đời luôn đó cả nhà. Mà bây giờ là tài sản của mình thì mà mình không thể nào mà sử dụng được nữa cả nhà. Chị làm cái nhà này chị có vay mượn không? Có, chị vay ngân hàng 50 triệu. Bây giờ còn nợ không? Có, chị vẫn còn nợ nguyên ở đấy. 50 triệu? Vâng, vẫn còn nợ nguyên 50 triệu đấy. Vì chị một mình đơn thân nuôi hai đứa con nữa thì chị hàng ngày chị cũng đi vừa ruộng nương rồi là chị vừa đi phụ xây về để kiểu lo tiền cho hai con ăn học nên chị không có tiền để trả ngân hàng. Dạ. Vâng. Nhà của chị kìa, cả nhà xem kìa. Bây giờ là mẹ con có vô dọn lần nào chưa? Chị có vào dọn một lần rồi nhưng mà dọn hôm đầu tiên thì với lại các lực lượng dân quân bộ đội đấy dọn dẹp ở ngoài sân, dọn đi nhiều rồi để thành gom thành đống rác ở bên này. Xong là đến quét cả bùn ở trong nhà đi hết rồi, nhưng mà đến tối lại mưa tiếp, xong lại tiếp tục lấy bùn đất vào trong nhà chị rồi là nước nữa. Bây giờ cũng đầy ở trong nhà nên là cũng còn bẩn hết toàn bùn ở trong nhà thôi. Chị từ hôm đấy chị cũng không quét không dọn nữa. Vâng. Với lại là hiện tại bây giờ ngày hôm nay là tổng cộng còn bao nhiêu người nữa chưa tìm được chị? Còn 13 người nữa, còn 13 thi thể nữa là vẫn chưa tìm được. Thành ra là bây giờ là mình cũng đâu thể nào biết được, tại vì ở đây là tìm được 6 người. Vâng, ở đây tìm thế được. Thế là ở đây được tìm được nhiều thế nhở? Vâng. Sao chỗ nhà chị mà trôi vào nhiều thế? Vì là luồng nước nó đẩy ở trên kia, xong là ở lúc chị ngủ dậy ấy, xong là chị nghe thấy tiếng như vậy, xong là ầm ầm đổ đến, xong là hai con trai của chị đang ngủ, xong là chị mới khóc mới gào thét rồi là quát con dậy, xong là lúc đấy nó về đến đây rồi, thế là con chị mới dậy ra đến cửa với mẹ. Thì lúc đấy chị mới lôi kéo hai thằng con chạy đi vào trong nhà, chui ra đằng bếp cửa sau. Xong thế là ba mẹ con vừa bắt đầu bước chân lên tả ly thì bắt đầu là nước vòng đường này với cây cối vụt ở đằng sau ba mẹ con ấy. Vâng, rất may là mẹ con chị còn rất may mắn là được sống sót, được chạy kịp thời. Nếu mà chị không có cửa đằng sau mà chạy qua bên này thì đầu hồi nhà thì chắc giờ mẹ con chị cũng không còn nữa. Dạ. Vâng. Nên đây là... này, vâng. Đây này cả nhà. Thì em Kiệt quay một vòng cho cả nhà xem để cho cả nhà có biết là nhà của chị Lượng này là nằm ở trong tâm lũ luôn cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là lực lượng chức năng là họ đang tìm kiếm những người mà chưa thể tìm thấy được các cả nhà. Em Kiệt quay một vòng lên trên kia đi rồi ấy. Đó, cả nhà.
Thành ra là nhà của chị là nằm cũng đúng giữa cái tâm lũ luôn cả nhà. Vâng. Bây giờ thì 13 người chưa tìm thấy, nên là nhà thì thực sự mà nói thì chị chia sẻ như vậy cũng đúng. Phải ai thì cũng vậy thôi, cũng không có dám ở đâu cả nhà. Bây giờ là còn 13 người nữa, mà ngay tại chỗ này thì tìm được 6 người, nên là bây giờ thì cũng đâu có ai có thể biết được là lỡ ở dưới đây là còn bao nhiêu người nữa đâu. Đúng không chị? Rồi, nước sâu vì bây giờ ai cũng bảo là bây giờ không chưa khơi được cái vũng nước này chắc chắn là vẫn còn người ở đây. Nên là chị cũng sợ đúng không? Nên là chị cũng càng sợ nữa. Và sợ một phần nữa là vì mấy xác cũng vớt được ở đây, vì mắt mình cũng được chứng kiến hết rồi, nên là rất có ám ảnh. Nên chị rất sợ. Dạ. Mẹ con chị không dám về nhà ở, mà ở cũng không ở được. Bây giờ toàn bùn, toàn đất rồi là làm sao mà ở được. Vâng. Đây, chị Trí Lượng đi qua bên này chị. Em cả chị, em kiện qua bên này đi. Để em cả Trí Lượng nói chuyện để cho cả nhà nhìn thấy được cái cảnh này này cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là phía đằng sau lưng là bên máy múc các thứ, rồi người dân, rồi lực lượng chức năng các thứ là họ vẫn đang tìm kiếm những người còn sót lại đây cả nhà. Thì nhà của Trí Lượng đây là một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, nhưng mà không được những cái bên đoàn từ thiện hay là mạnh thường quân biết đến. Tại vì những đoàn từ thiện và mạnh thường quân thì đa phần là họ sẽ tập trung, họ quan tâm đến cái thông tin và người mất và những nhà mà bị thiệt hại nặng nề cơ. Thì nhưng mà những cái nhà mà có người bị mất và bị thiệt hại nặng nề thì theo trọng thấy là đã được mạnh thường quân giúp đỡ rất là nhiều. Có nhà thì cả tỷ, có nhà thì cả vài tỷ luôn đấy cả nhà. Nhưng mà nhà của Trí Lượng thì tới tận ngày hôm nay thì chưa được 1.000 nào luôn đúng không chị? Đến hôm nay mới được tiếp nhận ạ. Đến ngày hôm nay? Vâng, hôm qua chị có yêu cầu, có đề xuất với trưởng thôn, đến hôm nay nhà chị mới được tiếp nhận. Trong khi đó là những nhà khác là đã được hỗ trợ là 9 ngày rồi, đúng không chị? Vâng. Thì nghe chị Lượng chia sẻ như vậy thì Trọng cũng thấy rất là xót xa cả nhà. Nên là bây giờ thì Trọng cũng có một cái món quà nhỏ của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng để hỗ trợ cho chị Lượng. Thì nay như chị đã chia sẻ thì là chị cũng không biết là mai mốt chị còn dám ở đây nữa hay không đây. Thành ra thì nếu mà chị mà có rời đi hay là chị có như thế nào á, hoặc là em cũng chẳng biết nói thế nào. Nhưng mà nói chung là bây giờ thì em sẽ trao một cái số tiền của Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho chị để có thể khắc phục được phần nào nha chị nhá. Vâng. Chị cảm ơn các bên em và các Mạnh Thường Quân đã nhìn thấy hoàn cảnh của mẹ con chị khó khăn như này. Đã giúp đỡ mẹ con chị. Mẹ con chị rất cảm ơn rất nhiều. Vâng. Thì Kiệt lấy cho anh 5 triệu. Như lúc bây giờ là hoàn cảnh của chị như của mẹ con chị khó khăn như này, thì các Mạnh Thường Quân giúp đỡ chị được bằng nào chị cũng vui. Kể cả 100.000 hay 50.000 chị cũng rất cảm ơn ạ. Vâng. Thì đây là một cái hoàn cảnh đặc biệt này cả nhà. Có nhà như cũng như không có nhà đây cả nhà. Bây giờ ở trong này thì Trọng nói ra như vậy thì hơi quá, nhưng mà sự thực là bây giờ mình sống trong này cũng chẳng khác gì là mình sống ở trong nghĩa trang đúng không chị? Ở trong nghĩa trang đấy. Vâng. Em nói như vậy thì chị thấy có đúng không? Có, đúng ạ, chị cũng nghĩ thế mà. Thành ra là Trọng hỗ trợ cho chị một phần, Mạnh Thường Quân ở bên Trọng. Thì bây giờ Trọng sẽ trao cho chị là 5 triệu cả nhà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Thì bây giờ ở trên tay của Trọng, đây là cái số tiền là 5 triệu nha cả nhà. Cái số tiền này là của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng. Cái số tiền này là của chị Mina Lê và chị Quyên Trần ở nhà hàng Omeli Kitchen ở Cali. Thì chị Mina Lê và chị Quyên Trần ở nhà hàng Omeli Kitchen có gửi cho Trọng một số tiền. Thì đây là Mạnh Thường Quân ở bên kênh của Trọng, ở bên nhóm của Trọng. Thì từ trước tới giờ là Mạnh Thường Quân đồng hành cùng với Trọng giúp đỡ từ rất là lâu rồi. Thì đợt này là Trọng ra ngoài miền Bắc này, Trọng quay giúp đỡ cho bà con, thì là Trọng không hề kêu gọi khuyên góp nha cả nhà. Tại vì bây giờ ở trên mạng thì những cái vấn đề mà kêu gọi khuyên góp thì nó rất là phức tạp, nên là Trọng không có kêu gọi khuyên góp. Đây là số tiền của Mạnh Thường Quân ở bên kênh của Trọng, bên nhóm của Trọng, đã đồng hành cùng với Trọng là rất là lâu rồi. Thì chị Mila Đê với cả chị Quyên Trần có gửi cho Trọng một số tiền để cho Trọng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn từ trong miền Nam ra tới ngoài miền Bắc á. Thấy hoàn cảnh của Trí Lượng như vậy mà từ bữa tới giờ mà chưa nhận được sự quan tâm từ các Mạnh Thường Quân. Nói chung là có nhận được sự quan tâm của Mạnh Thường Quân rồi, nhưng mà nó chỉ là những cái nhu yếu phẩm là mắm muối này kia các thứ thôi cả nhà. Mắm muối, mì chính. Còn về mà thiệt hại thì tiền bạc thì chưa được.
nên là Trọng muốn trao cho chị 5 triệu số tiền này của Mạnh Thường Quân ở bên Trọng để chị có thể khắc phục lại nhà cửa này kia các thứ, hoặc mai mốt thì chị có chuyển đi chỗ mới thì chị có dựng một cái lều hay cái chòi gì đó thì chị quyết định. Thì em trao cho chị Lượng nhá. Chị xin cảm ơn em và các Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em nữa. Chị rất cảm ơn được giúp đỡ mẹ con chị nhà, chị cảm ơn. Vâng. Chị xin cảm ơn em. Vâng. Thì tại vì em thì biết tại sao em biết đến chị không? Chị cũng không biết ạ. Tại vì em vào trong làng của mình, em hỏi là hiện tại bây giờ là những cái gia đình nào mà đặc biệt khó khăn nhất. Thì những người dân họ nói với em là những mà cái gia đình mà đã bị mất mát về người và mất mát về nhà cửa mà bị cuốn trôi sạch á, thì là đã được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều. Thì em nghe nói là họ nói là có nhà vài trăm triệu, cũng có nhà lên tới vài tỷ, đúng không chị? Thành ra là họ nói là bây giờ có cái nhà của chị Lượng là như thế nhưng mà chưa được Mạnh Thường Quân hỗ trợ á. Nên là em mới thăm chị, em mới ghi hình lại. Thì em cũng cảm ơn chị Lượng nãy giờ đã chia sẻ cho em về cái câu chuyện về hoàn cảnh gia đình của mình nhá. Vâng, chị cảm ơn em nhé. Đây là chị bên kênh của em và bên em các Mạnh Thường Quân nó giúp đỡ chị, cũng không phải là chị gia đình chị thiệt hại đến tính mạng. Là may mắn là mẹ con chị còn chạy thoát thì gia đình mẹ con chị được may mắn hơn họ. Là được người còn lại, nhưng mà mỗi tội mới là hoàn cảnh gia đình chị khó khăn rồi là nước ngập rồi là xác chết. Vào đây thì bên kênh của em đã thấy mẹ con chị hoàn cảnh như thế, giúp thương mẹ con chị thì giúp đỡ chị như thế, chị rất cảm ơn. Chị xin ba mẹ con chị cố lên nhá. Chị là một mình là nuôi các con. Chị là một mình là nuôi các con à? Vâng, một mình chị tự nuôi hai con ăn học. Thế là chồng của chị là bị mất sớm à? Chồng của chị bị mắc bệnh ung thư gan. Anh mất lâu chưa? Anh mất tháng 10 năm 2020 ạ. Vâng. Từ lúc đấy chị cũng một mình, lúc anh vừa mất thì chị cũng nghĩ bảo không biết là từ giờ một mình thì nuôi hai con ăn học thì không biết làm sao mình có thể bươn chải nổi, lo cho con ăn học được bằng bạn bằng bè. Nhưng mà chị cứ nhiều lúc chị cũng mệt mỏi và cảm thấy sức khỏe mình cũng không được khỏe, yếu nữa. Nhưng mà chị cứ nghĩ vì tương lai của các con thì chị vẫn cứ phải cố gắng thôi. Vâng, cố gắng được lúc nào thì hay lúc đấy, để cho con không được bằng bạn bằng bè nữa, để cho con đủ học, để lên đủ học để hết cấp xong là chị cũng xin cho con nghỉ, chứ còn không thể đi ngành nghề gì được vì hoàn cảnh chị quá khó khăn. Rồi, chị cố lên chị Lượng nhá. Một lần nữa em chúc ba mẹ con của chị thì phải cố gắng vươn lên nhá. Vâng, chị một lần nữa chị cũng cảm ơn bên em và các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ mẹ con chị. Chị chúc qua bên em ở trên đường về là thường lộ bình an. Vâng, chị cảm ơn em. Vâng, em lấy cái mic này nhá. Em chào chị Lượng ạ. Thì bây giờ là ở phía đằng xa này cả nhà. Thì hiện tại ở đây là cũng đang có rất là nhiều người dân họ đang tập trung. Với lại đằng xa là cũng có chú, những cái chú bộ đội kìa. Chắc là họ cũng đang lái máy xúc đào để tìm kiếm những thi thể còn lại đấy cả nhà. Thì ngày hôm nay là Trọng thăm cái hoàn cảnh này. Cả nhà xem thì cả nhà cũng thấy rồi. Đây là một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt. Cả nhà nhìn vô bên ngoài thì thấy nhà cửa của chị như vậy á, nhưng mà cả nhà không thể hiểu sâu được hơn về hoàn cảnh đâu. Cả nhà phải đi sâu thực tế vô như Trọng thì mới biết được là hoàn cảnh họ khó khăn như thế nào. Mặc dù là không thiệt hại về người nhưng mà bây giờ nhà cửa có thì cũng như không cả nhà ơi. Đây cả nhà, nhìn cái ngôi nhà thì cũng rất là khang trang, nhưng mà bây giờ là nhà có thì cũng như không. Tại vì ngay tại chỗ này thì vớt được 6 cái thi thể và hiện tại bây giờ là 13 cái thi thể nữa chưa có thể tìm thấy được, nên là không biết là có thể nằm quanh đây hay là không nữa, nên là họ cũng không dám ở cả nhà. Đây là một cái hoàn cảnh mà rất là đặc biệt nhưng mà chưa từng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Thì bây giờ là Trọng cũng đã chia sẻ lên cho khán giả xem cái video này rồi. Bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem cái video này của Trọng. Nếu mà cả nhà xem video này, nếu thấy cái video này hay và ý nghĩa thì hãy bấm đăng ký kênh để Trọng sẽ có những cái video chia sẻ về những cái hoàn cảnh mới, chia sẻ lên kênh này cho cả nhà cùng xem. Một lần nữa thì Trọng xin chân thành cảm ơn.
Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.